Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng nhau gấp ngôi sao nha các bạn. Đây là cái cách gấp ngôi sao rất là đơn giản nha. Đó, mình sẽ gấp ra một ngôi sao. Ngôi sao gấp rất là dễ thương nha. Trước tiên là để gấp ngôi sao, mình sẽ có một cái tờ giấy vuông nha. Bây giờ mình gấp đôi tờ giấy lại. Đó là tờ giấy lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ gấp xéo cái góc này xuống nha. Gấp phía bên đối diện luôn. Đôi gấp xuống và gấp bên này để mình lấy cái tâm này nha. Mình giữ cái tâm này, mình vẽ cái góc này lên chỗ cái tâm lúc nãy mình có đi, vẽ lên chỗ này nha. Gấp lên tiếp nhé các bạn. Tiếp này mình sẽ gấp ngay góc này luôn, nhọn ra luôn đó, gấp lên. Đây. Rồi, mình gấp ngược lại nha. Thế này rồi mình gấp lại như thế này. Rồi. Mình sẽ dùng kéo để mình cắt ngay đây nè. Đó. Mình cắt nha. Mở giấy ra. Wow. Rồi mình đắp lên nha các bạn. Này. Mình lần lượt gấp hết 5 cạnh của cái hình mình vừa cắt luôn nha. Đó.
xong cái hình của mình nó sẽ như thế này nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ những cái góc này nè, đó, những cái góc nhọn này nè. Đó, mình sẽ gấp nó lại. Gấp nó lại cái mình gấp đến cái chỗ mà lúc nãy nè, cái góc mà mình mới gấp xong đó các bạn. Gấp chưa? Năm góc mình gấp giống như nhau hết. Bây giờ mình đã có 5 cái góc của ngôi sao rồi nè. Đó. Góc nó vô. Gấp xong mình sẽ được như thế này. Rồi mình sẽ vẽ nó qua cùng một chiều luôn nha. Xuống. Đây. Rồi mình sẽ vẽ, mình gập lên cái mặt này nha. Rồi mình sẽ gấp vào. Sẽ gấp cái miếng này nè vào trong cái chỗ này nè nha. Nửa cánh sao.
cái gốc này vào trong chỗ cái tâm của cái ngôi sao đây. Mình gấp hết 5 cánh luôn nha các bạn. Cánh cuối cùng mình cũng sẽ bẻ lên như vậy luôn. Cuối cùng mình đã có một ngôi sao. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha.